Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn là mình tận dụng cái thùng 20 lít này để mình trồng cải bẹ xanh nha các bạn. Đây là xung quanh thùng nè các bạn. Đó, xung quanh cái thùng này đó là mình dùi 40 lỗ. Cái này là mình dùng dao mình cắt nha các bạn. Dùng dao nè, mình cắt nè. Mình làm 40 lỗ này để mình trồng cải bẹ xanh vô nha các bạn. Cái phần ở dưới đáy thùng này nha các bạn là mình không có dùi lỗ ha. Đó, là mình chỉ có dùi lỗ ngang hông thùng này thôi nha các bạn. Đó, đó mình vừa ngang hông thùng đó. Rồi bây giờ mình xin giới thiệu qua bên cái phần đất nha các bạn. Đây, mình xin giới thiệu với các bạn ha. Cái đất này là mình đã ủ qua với chấu rồi các bạn. Đây các bạn nhìn xem nè, nó rất là tơi xốp luôn ha. Tơi xốp lắm. Bây giờ mình trộn thêm vô một ít con gà nữa. Đây các bạn, đây là phân gà này nhà mình đã ủ hai nha các bạn. Nó rất là tơi xốp luôn này. Đó. Bây giờ là mình trộn lên nha các bạn. À, nếu các bạn không có phân gà thì mình có thể dùng phân bò. Mình trộn mình trồng cũng được nha các bạn. Cái đất này mình ủ với chấu rồi nó rất là tơi xốp luôn. Rồi bây giờ là mình cho cái đất vô trong thùng đây các bạn. Đây các bạn. Rồi, bây giờ mình cho đất vô thùng. Xong rồi các bạn, mình dùng cái chai nước này nha các bạn, cái chai lít rưỡi nha. Ở xung quanh này á, là mình có dùi lỗ hết, mình dùi lỗ phần dưới thôi nha các bạn. Phần bên trên này á, là mình không có dùi lỗ ha. Bây giờ là mình sẽ để ở bên giữa cái thùng này nha các bạn. Đây là mình để xích vô cho các bạn xem cho rõ ha. Đó, mình để ở khoảng giữa nha. Mình nhấn xuống nè. Đó, tới đây là được rồi các bạn ha. Rồi bây giờ mình cho đất vô thùng tiếp nữa nè. Các bạn ém cái đất các bạn cho nó sát sát xuống một chút. Tại vì cái đất này của mình nó rất là xốp luôn. Đó, mình cho tới bên trên vậy là được rồi nha các bạn ha. Là nó vừa bít hết mấy cái lỗ này nè các bạn. Đó, khi mình bỏ rác nhà bếp vô nó sẽ không có bị hôi các bạn ha. Đó. Rồi bây giờ là mình trồng cái cải con vô các bạn. Mình để xịt ra bên ngoài một chút xíu. Đó. Bây giờ ở đây nè các bạn, đây là cái mình kỳ này mình trồng cải bẹ xanh nha các bạn. Cái cải này á, là mình đã gieo nó được là 18 ngày rồi. Đó. Bây giờ là mình trồng nó vô như vậy nè các bạn. Mình cho một cái làm một cái lỗ như vậy các bạn ha. Mình cho cái con vô nè. Khi mà mình nhổ các bạn là mình nhổ cho nó còn cái rễ vậy nè các bạn. Đó. Vậy là rất là dễ các bạn ha.
nó rễ nó còn có một chùm luôn vậy. Rễ này rất là nhiều luôn các bạn. Bây giờ ở bên trên này các bạn là mình trồng 2 cây. Ở bên trên này là mình sẽ trồng 2 cây nha các bạn. Nè, mình sẽ trồng 2 cây nha các bạn ha. Bây giờ là mình phủ lên một lớp rơm nha các bạn. Đó. Mình cho vô một ít rác nhà bếp nha các bạn. Đây, đây là rác nhà bếp. Đó. Cái nhà bếp nha các bạn. Mình cho vô trong đây một ít nha. Đó. Cái rác này là toàn là rau cải, vỏ củ của mà cái mà rau bào nha các bạn. Nó rất là nhanh phân hủy luôn. Đó. Rồi xong rồi mình sẽ cho một cái chén này mình đậy lên nha các bạn. Đó. À, bây giờ là mình tưới cho nó một ít nước nha các bạn. Mình tưới luôn cả trong đây luôn cũng được. Cái này là cải này là mình mới về trồng nha các bạn. Mình nên để ở trong mát ít hôm ha. Khi nào mà cải nó bén rễ rồi đó là mình mới đem ra bên ngoài. Cái này là mỗi một ngày là mình cũng tưới 2 lần nha các bạn. Mình sẽ bổ sung thêm đất và phân nữa cho cải bè xanh nha các bạn. Hôm nay nó lớn được như vậy rồi nè. Mình lấy bớt một mớ rơm ra nha các bạn. Lấy một ít rơm ra. Mình bón phân ha. Và mà bổ sung thêm rác. Đây các bạn coi rác nhà bếp nó hủy hết rồi nè. Nó hủy hết luôn rồi. Đó. Bây giờ là mình bón thêm phân. Cái cải này mà từ hôm mà mình trồng ra ngoài thùng nữa nha các bạn. Từ hôm mình trồng ra ngoài thùng tới bây giờ á là nó được 12 ngày rồi. Đó. Cái này lúc mà đem ra tới đây mình trồng là được 12 ngày là mình bổ sung thêm phân tiếp nha các bạn. Đây các bạn, đây nè. Mình đây là mình bổ sung thêm phân gà nha các bạn. Bón mà mình đừng có bón sát cái gốc của nó quá. Đó. Mình bổ sung thêm miếng đất nữa nha các bạn. Đất này. Cái đất này là đất mình ủ với cháu các bạn. Nó tơi xốp lắm. Mình lấp xét vô cái gốc cho cái gốc nó vững chút xíu. Mình bỏ lại miếng rơm.
mình bỏ vô đây thêm một miếng rác nhà bếp nữa nha các bạn. Rác nhà bếp. Giờ các bạn biết sao không? Cái phần mà cải ở bên dưới này á là mình không có bốn phân được nha các bạn. Là mình bỏ một miếng rác nhà bếp ở đây. Giờ mình bổ sung thêm một ít con gà vô nữa nha các bạn. Mình bỏ con gà vô trong này để khi mà mình tưới các bạn là cái nước con gà nó sẽ thấm ra ngoài đất này, là nó sẽ xuống tới dưới này cho mấy cây nẻ tốt nha các bạn. Mình bỏ vô đây ha, hai nắm luôn nha các bạn. Đó. Cho đi miếng rác nhà bếp vô nữa. Đó. Bên đây mình cũng làm y vậy luôn nha các bạn. Ở bên cây bên đây hai cây này nó nằm bên trên nẻ tốt quá luôn. Mình làm cho cái đất mình nó xốp lên chút xíu nha các bạn. Mà cái đất của nhà mình coi nè, nó xốp ghê luôn các bạn. Bón thôi, đừng có bón sát gốc quá ha. Sát gốc cải quá sợ nó làm cho hiếu cây. Đó, bây giờ là mình bỏ vô một nắm rác nhà bếp nha các bạn. Đó. Để cho con vô. Cái rác nhà bếp này các bạn nó phân hủy nhanh lắm. Phân hủy rất là nhanh. Bây giờ là mình tưới cho nó nước các bạn. Đây mình tưới đây trước đây. Đó. Khi mà mình tưới các bạn, mình tưới vô trong này một miếng nước. Xong rồi cái nước nó sẽ thấm xuống ở dưới cái phân gà ở trong cái chai này. Và cái nước phân gà nó sẽ thấm ra bên ngoài đất, nó sẽ xuống dưới mấy cái cây này luôn nha các bạn. Đó. Và cây này mấy cây này tốt. Rồi bây giờ là mình tưới cây bên kia. Mình sẽ làm trước hai cây này ha, hai thùng này. Còn hai thùng kia chút xíu mình làm sao nha các bạn. Mời các bạn xem lại cái cải về xanh của nhà mình ha. Hôm nay nó to được như vậy rồi nè các bạn. Cây bự thì là bự luôn à. Hôm nay là mình sẽ thu hoạch cải luôn nha các bạn. Cái cải bẹ xanh này á, là từ lúc mà mình gieo hạt đến nay nha các bạn, là nó chỉ mới có được 39 ngày. Được 39 ngày nha các bạn. Đó. Và bây giờ mời các bạn xem luôn mấy cái này luôn nè. Ở trên ngọn nè, cây nó rất là tốt luôn. Các bạn xem nè, hôm nay là mình thu hoạch đó các bạn, là mình hái một trước một mớ lá rồi mình chừa cái phần ngọn ở giữa lại nha các bạn, để cho nó ra thêm lá mới nữa cho mình. Là các bạn coi cây này nó bự rồi, nó bự ghê không. Đó. Cái cải bẹ xanh này trồng cũng dễ các bạn ha, mà nó lại nhanh thu hoạch luôn nữa. Đó. Bây giờ là mình thu hoạch các bạn. Từ lúc gieo hạt đến nay là nó chỉ mới có 39 ngày thôi nha. Đó. Bây giờ là mình thu hoạch á, là sẽ thu hoạch trước một ít lá ở đây nha các bạn. Đó.
bạn, mình bỏ những cái lá gốc này là mình bỏ đây để chút xíu mình cho gà ăn. Đây các bạn, đây là mình chừa lại là ba ngọn nè, ba cái lá non nha các bạn. Ba cái lá non này á là nó sẽ ra tiếp nữa cho mình ăn cá. Cái lá nào xấu xấu mình để lại cho mấy con gà nó ăn. Là hôm nay là mình sẽ nấu canh cải bẹ xanh nha các bạn. Mua cá thắt lát về nấu canh cải bẹ xanh. Đó, mình hái trước cái vẹt ở bên này luôn ha. Hái trước bên này cho các bạn xem. Lá bự quá mẹ. Cải bẹ xanh này mà cuốn bánh xèo thôi nó ngon dữ lắm luôn. Đó. Mình hái trước giặt mấy bên này nha các bạn. Còn mấy bên này chút xíu nữa mình sẽ hái ra. Đó. Mà đứng thuận tiện bên nào mình hái bên đó. Đó, rất là ngon nha các bạn. Đây nè. Lá bự không? Ồ lá. Mấy cây mà nó ở bên trên đó các bạn. Ở bên trên này nè là nó đủ nắng ha. Nó đủ nắng là cái nó tốt hơn. Bên này bác con coi nè. Cái lá mà nó bự như gì nè. Mình hái các bạn, mình chừa lại cái độc ở giữa các bạn. Mình chừa lại là ba lá. Tức là chừng ít hôm nữa là mình sẽ có thu hoạch nữa các bạn. Cái lá này không ngon, mình sẽ để cho mấy con gà. Nhà mình trồng rau là không có bỏ cái gì luôn nha các bạn. Lá ngon mình ăn. Lá mà lá gốc mà mình sẽ cho gà. Cái này nhiều cái mình sẽ để bên đây trước nha các bạn. Này các bạn coi nè, cái cây này là mới ghê nè. Cây này còn bự nữa nè. Đó, các bạn thấy không? Bự ghê không? Bự quá trời bự luôn mà. Quá trời lá luôn mà. Cây này coi được nhiều lá. Coi nào lá nè. Ủa, lá này bự ghê luôn. Đó, cái cây này là mình hái được 7 lá nha các bạn. Cây bự này mình hái được 7 lá mà lá bự ghê luôn nè. Lá này mà cuốn bánh xèo ăn là hết sảy luôn. To dữ rồi mẹ ha, lá to ghê luôn. Mấy cây mà nó ở bên trên đó các bạn, nó tốt hơn. Nó tốt hơn là mấy cây mà nằm ở bên ngang hông thùng nha các bạn. Cái lá bự ghê luôn. Mình thấy trồng cái cải bẹ xanh này nó nhanh thu hoạch ghê luôn các bạn. Mà nó được ăn được lâu lắm nha các bạn. Ăn được lâu lắm, thu hoạch về ăn được lâu lắm. Đó. Quá đã. Đó, trời ơi. Bộ bự luôn. Còn cái vẹt mấy bên này các bạn, chút xíu nữa là mình sẽ thu hoạch cái vẹt mấy bên này nha các bạn ha. Đó. Đó, mình thu hoạch trước một vẹt bên đây rồi mà được như đây rồi nè các bạn. Đó. Thấy ngon ghê không các bạn? Hôm nay là mình có món nấu canh cải bẹ xanh với lại cá thắt lát. Dạ. Hay là hái cái lá cải bẹ xanh này cái mình cuốn bánh xèo mình ăn. Dạ. Rồi như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn là cách mình trồng cải bẹ xanh. Trồng ở trong cái thùng 20 lít này nha các bạn ha. Rồi mình xin chào các bạn nha. Hẹn các bạn lại video sau. Chúc các bạn trồng thành công nha. Chào các anh chị nha, chúc mọi người tuyệt vời. Bye bye.